Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện ông NVT, 63 tuổi, ngụ Bến Tre, điều khiển xe tải chở hàng chạy với tốc độ 56 km/h, vượt quá tốc độ quy định. Khi tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt, thì tài xế không chấp hành, lấy điện thoại gọi cho người quen và yêu cầu lực lượng chức năng nghe máy. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn tiến hành lập biên bản, bị xử phạt, tài xế này phân trần do không nhìn thấy biển báo giới hạn tốc độ nên lỡ chạy quá tốc độ. Tiếp đó, vào lúc 11 giờ 40, tổ công tác phát hiện xe máy do chị PNT, 21 tuổi, ngụ Tây Ninh điều khiển, chạy với tốc độ 61 km/h, vượt quá tốc độ cho phép. Khi tổ công tác tiến hành lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe, chị T phân trần do mới từ quê Tây Ninh trở lại thành phố Hồ Chí Minh đi học sau kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương nên chạy xe với tốc độ cao, không nhìn thấy biển báo giới hạn tốc độ. Theo ghi nhận, trong 2 tiếng đồng hồ lập chốt, đội cảnh sát giao thông An Sương đã lập biên bản 5 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có 2 xe tải và 3 xe máy.